Hi, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Và trước mắt quý vị và các bạn đó chính là hình ảnh chi tiết tổng quan bảng giá kho xe mới nhất bắt đầu cập nhật từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 sau khi được giãn cách xã hội và chúng ta đã bắt đầu được đi làm. Vậy thì bảng giá từ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của các dòng xe Toyota có gì đặc biệt, cũng như là chương trình khuyến mại sẽ ra làm sao? Chúng ta sẽ cùng Văn Hội di chuyển để ngắm nhìn và theo dõi chi tiết từng dòng sản phẩm khuyến mại ngay bây giờ. Đầu tiên, chúng ta không thể nói đến dòng siêu phẩm gọi là thánh xe quốc dân Toyota Vios 1.5G 2020. Toyota Vios chúng ta có lên đến 5 phiên bản, có giá niêm yết từ 470 triệu đồng chẵn cho phiên bản số sàn và phiên bản số tự động từ 520 triệu đồng, cũng như bản G trước mắt các bạn là 570 triệu đồng. Vậy từ ngày 23 tháng 4 đến kết thúc đón 30 tháng 4 năm 2020, tổng giá trị quà tặng khuyến mại hấp dẫn nhất của chiếc Toyota Vios sẽ lên đến từ gần 40 triệu đồng. Tổng cụ thể thì chúng ta sẽ tổng giá trị từ tiền mặt, bảo hiểm, phụ kiện có thể còn lên đến hơn 40 triệu đồng cho tất cả giá trị của các gói cộng lại từ bảo hiểm, phụ kiện, tiền mặt. Và cụ thể thì kính mời quý anh chị hàng hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Đến với dòng siêu phẩm thứ hai, đó chính là chiếc Toyota Camry 2020 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, cũng có giá niêm yết với phiên bản 2.0 là từ 1 tỷ 029 triệu đồng chẵn và phiên bản 2.5 từ 1 tỷ 235 triệu đồng chẵn. Cũng trong từ ngày sau giãn cách xã hội 23 tháng 4 năm 2020, tổng khuyến mại của Camry cũng lên đến vài chục triệu đồng. Cụ thể có thể lên đến hơn 30 triệu bằng tiền mặt và bảo hiểm phụ kiện. Để cụ thể chi tiết nhất với chương trình trả góp với lãi suất chỉ 0,33%. Kính mời quý anh chị khách hàng cũng liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới. Chúng ta cập nhật tiếp theo chiếc xe Toyota Innova 2020 với 4 phiên bản. Trước mắt các bạn đó chính là phiên bản 2.0 e số sàn, có giá niêm yết từ 771 triệu đồng chẵn. Trong khi đó, sản phẩm 2.0G số tự động có giá từ 847 triệu đồng chẵn. Ngoài ra thì chúng ta có thêm sản phẩm Toyota 2.0 Ventuner cũng như là phiên bản 2.0V có giá niêm yết lên đến 971 triệu đồng, chưa bao gồm các chương trình và quà tặng khuyến mại hấp dẫn. Và để mừng đón đầu xuân này thì các dòng sản phẩm như Innova, Altis hoặc Fortuner sẽ được hỗ trợ về cái bảng hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 85 triệu đồng. Và ngoài ra đại lý sẽ có thêm những quà tặng phụ kiện tùy chọn khác, và đặc biệt nhất là chiếc Fortuner tổng khuyến mại lên đến cả hơn 100 triệu đồng. Chúng ta đến với một dòng siêu phẩm nữa, đó chính là chiếc Toyota Prado 2020 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, sử dụng động cơ 2.7 máy xăng dẫn động hai cầu toàn thời gian. Chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn vòng quanh anh em nó một tí. Đẳng cấp, cực kỳ đẳng cấp và sang trọng, dẫn động hai cầu toàn thời gian, cụm đèn bi cực kỳ là sắc nét, dạng full led, có giá niêm yết từ 2 tỷ 340 triệu đồng chẵn, cũng chưa bao gồm các chương trình khuyến mại hấp dẫn. Tổng chương trình quà tặng khuyến mại hấp dẫn của Prado 2020 sẽ lên đến dưới 100 triệu đồng. Và để biết thêm thông tin, kính mời quý anh chị hãy comment hoặc nhắn tin gọi điện hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để Văn Hội được chia sẻ báo giá tốt nhất. Ngoài ra thì chúng ta sẽ đến với những cái siêu phẩm khác nữa. Chúng ta đến với một dòng sản phẩm của dòng xe SUV, đó chính là chiếc Toyota Fortuner 2020 được Toyota Việt Nam phân phối lên đến tận 6 phiên bản. Cùng với đó thì phiên bản đầu tiên đó chính là phiên bản số sàn, sử dụng động cơ 2.4 máy dầu, có giá niêm yết từ 1 tỷ 033 triệu đồng chẵn, cũng trừ trực tiếp vào giá lên đến hơn 100 triệu đồng. Cùng với đó là phiên bản 2.4 số tự động
máy dầu dẫn động một cầu cũng giảm giá lên đến hơn 100 triệu đồng, trong khi đó giá niêm yết là 1 tỷ 096 triệu đồng chẵn. Đến với phiên bản trước mắt các bạn, đó chính là phiên bản 2.7 máy xăng một cầu 4x2 có giá niêm yết từ 1 tỷ 150 triệu đồng chẵn, riêng màu trắng sẽ là 1 tỷ 158 triệu đồng chẵn, với màu trắng ngọc trai 3 màu, sơn 3 lớp rất cao cấp và đặc biệt. Và đây Fortuner 2.7 hai cầu nhập khẩu nguyên chiếc có giá niêm yết từ 1 tỷ 236 triệu đồng chẵn. Ngoài ra thì chúng ta còn có một phiên bản cao cấp nữa, đó chính là phiên bản 2.7 TRD có giá niêm yết từ 1 tỷ 199 triệu đồng chẵn, cũng tổng khuyến mại lên đến hơn 100 triệu đồng. Và phiên bản 2.8 máy dầu hai cầu có giá niêm yết từ 1 tỷ 354 triệu đồng chẵn, cũng khuyến mại rất khủng lên đến hơn 100 triệu đồng. Và ngoài ra cũng vẫn áp dụng với cái chương trình trả góp lãi suất chỉ từ 0,33%. Đây là tổng quan chiếc Toyota Fortuner. Chúng ta cùng ngắm nhìn chi tiết em nó. Ok, chúng ta đến với một dòng tiếp theo, đó chính là chiếc Toyota Altis phân khúc hạng C. Rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Altis có giá niêm yết từ 791 triệu đồng chẵn cho phiên bản 1.8G. Xe được lắp ráp trong nước, sử dụng động cơ 1.8, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Và cái tổng khuyến mại cũng lên đến gần 100 triệu đồng, cả tiền mặt, bảo hiểm và phụ kiện. Đây là tổng quan em nó, thì chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn một chút để được ngắm nhìn chi tiết. Chúng ta có những các màu lựa chọn như màu trắng, màu đen, màu ghi bạc, màu nâu, rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Một kiểu dáng phân khúc hạng C, cực kỳ là trường xe, nội thất ở bên trong sang trọng, rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Chúng ta đang ngắm nhìn chi tiết ở đây. Ngoài ra thì chúng ta còn có những cái dòng sản phẩm khác để các anh chị có thể cập nhật thêm nữa. Ví dụ như là trong tháng 4 này thì Toyota Việt Nam sẽ nâng cấp chiếc Toyota Hiace phiên bản 16 chỗ ngồi, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ngoài ra Toyota Alphard ở phía bên phải kia có giá niêm yết từ 4 tỷ 038 triệu đồng chẵn. Và Land Cruiser sẽ có giá niêm yết từ 4 tỷ 030 triệu đồng chẵn. Đến với cái dòng bán tải, bán tải thì chúng ta có hai chiếc số sàn. Chiếc số sàn thì có giá niêm yết từ 622 triệu đồng chẵn cho bản một cầu. Đặc biệt nhất là bản hai cầu là 2.8 có giá niêm yết cao cấp hơn từ 878 triệu đồng chẵn. Phiên bản một cầu số tự động được nhiều người lựa chọn nhất, có giá niêm yết là 662 triệu đồng chẵn, riêng màu trắng cộng thêm 8 triệu là 670 triệu đồng chẵn. Cũng rất nhiều chương trình và quà tặng khuyến mại hấp dẫn. Toyota Avanza từ giá từ 544 triệu đồng chẵn cho phiên bản số sàn, cũng như phiên bản số tự động là từ 612 triệu đồng chẵn, cũng rất nhiều khuyến mại. Toyota Wigo cũng vậy, có giá niêm yết từ 345 triệu đồng chẵn cho phiên bản số sàn, và phiên bản số tự động là từ 405 triệu đồng chẵn, khuyến mại cũng lên đến vài chục triệu đồng. Chiếc Toyota Rush 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc dẫn động cầu sau có giá niêm yết là 668 triệu đồng chẵn, sản xuất 2020, khuyến mại lên đến vài chục triệu đồng, chỉ còn nhỉnh hơn 600 triệu một chút là chúng ta đã nhận ngay xe rồi. Đó là những cái cập nhật mà chúng ta vừa tổng quan qua của sau giãn cách xã hội ngày 23 tháng 4 năm 2020. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thêm cái khuyến mại khác nữa, đó chính là cái khuyến mại của cái chương trình mua ô tô trả góp mà chúng ta được tặng bình dây câu cũng như là máy hút bụi khi mà mua trả góp qua tài chính Toyota Việt Nam. Đó là tổng quan chi tiết nhất. Vừa rồi là cập nhật bảng giá cũng như là cập nhật xu hướng các chương trình quà tặng khuyến mại hấp dẫn cũng như là hỗ trợ trả thẳng trả góp cho các dòng xe Toyota, cập nhật bảng giá mới nhất từ ngày 23 tháng 4 năm 2020. Để biết thêm thông tin chi tiết, kính mời quý anh chị khách hàng hãy liên hệ ngay hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để Văn Hội được phục vụ chu đáo nhất và giao xe tận nơi.
kính chúc quý anh chị khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Goodbye. Cảm ơn anh chị khách hàng đã theo dõi clip của tôi. Nếu thấy hay, hãy like, share, comment, bấm nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn. Goodbye.